Tóc thề ngõ hồn dân tai thương rất nhiều mái tóc xòa bờ vai tình khối lớn nuôi chờ mong ôi quá dài. Trong cái khuôn hình này cái tạo dáng của em chưa phải là chuyên nghiệp nhưng em làm nổi bật cái sản phẩm lên, nhìn thấy đã thấy đây là một sản phẩm vượt trội, nó sáng lên như một cái viên ngọc.